tính chất vật lý của đá Thạch Anh là gì. Hôm nay cùng em nhà sản Tây Nguyên đi khám phá tính chất vật lý của đá Thạch Anh. Đá Thạch Anh là một dạng khoáng chất, một dạng khoáng chất vật silicat có công thức hóa học là SiO2. Thạch Anh có thể tìm thấy nhiều dạng khác nhau. Có dạng thì đá vụn như thế này, những cục như thế này, hay những dạng đá tinh thể. Đây các bạn này, đây là dạng đá tinh thể, có nhiều dạng khác nhau. Có loại thì dạng cuội như thế này. Có dạng lại tồn tại ở dưới loại Thạch Anh tắc. Thạch Anh có tính chất vật lý đặc biệt, nó có độ cứng 7 trên thang mon, có nghĩa là có thể bị xước bởi kim cương, và độ cứng hơn kính. Thạch Anh có tính trơ hóa học, có nghĩa là nó có không bị hòa tan trong nước và các dung môi khác. Thạch Anh thì có nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn thấy có loại thì màu trắng như thế này, có loại thì màu phớt hồng như thế này, có loại thì màu hồng, có loại thì tồn tại dưới màu đen thành tóc, có loại thì màu tím. Để anh em mời bạn lên nhà sàn phía trên đây. Có loại thì màu tím này các bạn. Còn đây là màu đỏ, đây là một dạng biến thể của đá Thạch. Thạch Anh sử dụng trong sản xuất tinh thể, đồ gốm, mỹ thuật và sử dụng trong các thiết bị điện tử, chẳng hạn như đồng hồ, máy tính. Và trên đầu của những tàu ngầm cũng có tính chất của đá Thạch Anh. Thạch Anh còn sử dụng trong phong thủy y học. Người ta tin rằng Thạch Anh có thể mang lại may mắn, sức khỏe và hạnh phúc. Thạch Anh cũng có thể sử dụng để trị liệu một số bệnh, chẳng hạn như đau đầu, mất ngủ và lo lắng. Theo khoa học thì tên khoa học là silicat, công thức là SiO2, độ cứng là 7 trên thang mon, trọng lượng riêng là 2.65 gram trên cm vuông, điểm nóng cháy là 1.713 độ, điểm sôi là 2.230 độ C, tính trơ hóa học và có nhiều màu sắc khác nhau, được sử dụng ứng dụng khá rộng rãi. Và hôm nay anh em chia sẻ về tính chất vật lý của đá Thạch Anh. Anh em xin chúc các bạn buổi sáng đầy năng lượng, vui vẻ. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.